Vâng, đây là những đơn hàng mới về trong sáng hôm nay. Đó là cầm một cặp Boss 301 series 4 thùng gỗ, tiếp tục cặp bến nhé, giá 10 triệu 200 nha quá. Đúng cặp trùng series hết nha. Gần zin nha các bác, cặp này 10 triệu 2 bao gồm phí ship. Cực đẹp nha, và một cặp 4.2 series 2 thùng xốp 18 triệu 500 nha, một cặp duy nhất nha các bác, thùng xốp 4.2 series 2 hàng sưu tầm nha. 18 triệu 5 và đây cặp Boss 601 series 2 cũng là cứng cửa luôn. Đây là 601 series 2 đời 3 cọc nha, đời 3 cọc loa nha các bác. Kiến công luôn nha, rất đẹp nha, từ e căng cho đến là thùng vách nha. Đây, em sẽ có video chi tiết sau. Cặp này giá 33 triệu 500 nha. Rất đẹp luôn nha, không có điểm trừ luôn nha. 601 series 2 33 triệu 500. Và đây là con lúc mai LV117 tích hợp giải mã DAC, công suất là trên như là 307 là 320W rồi các bác. Có giải mã DA nha các bác. Con này giá 13 triệu này. Và con Crown Rotec 1002, con này giá 16 triệu nha. Rất đẹp luôn nha. Đấy.